trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Thì cháu Lực lại lấy vật liệu, lấy gạch với lại thêm một chút sắt lên nữa các bác này. Bây giờ thì mấy anh em đang đợi xe để mà chở đi vào cái chỗ nền nhà của ba ông cháu cũng như là nhà mới của ba ông cháu đúng không các bác. Còn là đống cát này thì cát thì hiện tại là kia đang có, thì cháu Lực sẽ bảo các anh em là chở cho cháu Lực là cái phần gạch trước chở ra bên kia để cho mấy anh em thợ người ta xây các bác. Thế còn em Sử thì vừa rồi cháu Lực cũng đang giờ cháu Lực cũng gọi cho em rồi, bây giờ thì em Sử cũng đang chuẩn bị ra đây. Hôm nay thì không biết là các thanh niên này có bao nhiêu người chở đấy cô bác ạ. Hôm nay thì có vẻ như là ít người hơn rồi cô bác này. Đây, em phần này thì hầu như là không có thiếu hôm nào rồi. Đây, cháu Lực cũng muốn là tạo một chút công ăn việc làm cho mấy anh em thợ, cho mấy anh em ở trên này các bác. Hiện tại thì xe gạch cũng đã lên rồi các bác. Bây giờ thì lấy mốt một xe gạch nữa thôi thì là cũng đã đủ cái phần gạch rồi đấy. Ờ, anh em đang đổi ra bên này đấy chứ, đổi ra, lùi lùi ra kia đấy chứ. Vâng, anh lùi đi, anh quay đầu ra đây cho con đổ ra bên kia kìa. Đổ ra dưới đường kia cũng được mà. Anh quay đầu đây đi, cái đầu trên này trên kia sau đích, lùi lại anh mới, quay đầu chỗ này đi. Quay đầu, bỏ xe máy ra để bắt cho con quay đầu, bỏ xe máy ra đây. Vân đây, hồi anh để bỏ xe kia. Anh chìa khóa này Vân đây. Cần đường nó đầy tiền đi, sợ gì. Chìa khóa này Vân đây. Xiu, được chưa? Để em bên kia đi, Vân ơi, Vân ơi, mày để em bên kia đi. Ôi, tính ra nha. Đây, còn xi thì anh sẽ chở sâu các bác ạ. Bây giờ thì hiện tại là anh xe anh chỉ có chở được gạch thôi. Đợt này bổ sung thêm thì cháu Lực sẽ bổ sung thêm là cát này với xi này, thêm với lại sắt nữa. Ô, về rồi à? Vâng.
Nhưng mấy hôm nay thì trong hai bao trong thời gian này thì thời tiết đang ủng hộ thì cháu được xé lấy hết vật liệu vào để vận chuyển đi vào các bác. Đấy, để cho mấy nữa mà nếu mà trời mưa rồi thì không có lấy được vật liệu, thành ra là cái tiến độ làm nhà bao cháu nó sẽ chậm hơn. Đi đâu ấy? Đây này thì vật liệu thì các anh cũng đi phải đi lấy rất là xa này các bác này, không có ở gần đâu, phải đi ra tỉnh khác để mà lấy được vật liệu vào đấy các bác. Như ngôi nhà của bác cháu thì cháu được đều hoàn toàn chọn tất cả là bằng vật liệu hết cả. Những con đường của mấy anh em chở vật liệu thì cháu Đức cũng đã chia sẻ lên, cô bác anh chị đã cũng đã biết được rằng là con đường đi vào nhà của bao cháu thì nếu mà trời nắng thì mới vào được, còn là trời mưa thì sẽ không có vào được cô bác ạ. Nữa đây anh ơi, đổ đổ ra bên ránh này đi. Dạ. Vâng, đổ đổ đấy đây anh. Vâng, đổ thôi. À, từ từ, em lấy sát đây nha. Vâng, lấy sát đây đã, sát đây. Đổ đây này anh. Chiều vào đấy. Chiều đây vào xe cắt à? Vâng, vâng. Đây anh lùi đi lại đổ đi. Một ngày thì anh ấy chỉ có chở được hai chuyến vật liệu thôi các bác. Ơi. Thì đây đang đổ đây anh. Vân ơi. Vân ơi. Hộ anh trèo lấy sắt kia lên với. Sắt ra bỏ sắt ra với. Hộ anh trèo lấy sắt ra với. Sắt đây. Hộ anh bỏ bỏ sắt đây đây. Bỏ sắt đây. Hộ anh bỏ sắt đây đây. Đấy, anh chở vật liệu thì có vẻ cũng rất là vui tính các bác ạ. Ô, quên dao rồi. Cắt dây nào anh? Cắt dây đây này. Cắt dây đây này. À. Đêm qua anh đi từ mấy giờ anh Sơn? Đêm qua. Vâng. Thế mấy giờ anh ra đến đây? 10 giờ đêm về đến nhà. 10 giờ đêm. Thế hôm qua để xe ở nhà luôn. Anh xếp bên này thì nó không có đổ được cả ấy xuống à, phải cắt cả dây à anh? Ồ, mấy thanh niên này không lạnh à? Thanh niên không lạnh à? Tí chở cắt một tí là nóng rồi nhờ. À, tí chở gạch một tí là nóng rồi. Hả? À? Tí chở gạch xong thì mới chở cắt. Gạch này thì đang cần trước này. Hầu như là các bạn nhỏ trên vùng cao các bác nhìn thấy xe lên cái là chạy ra để xem luôn. Đi lâu nhỉ? Đi lâu không đi học à? Hả? À? Đi lâu không đi học à?
Nay nghỉ à? Nói đi. Ây da, thằng này có quả tóc đầu bờm bên này. Ê, cái này cái gì đây? Hả? Cái này cái gì đây? Đây là hai anh em à? Con của anh à? Thằng lớn được bao nhiêu tuổi rồi anh? Em trai của thằng Vân đấy. Em trai của Vân á? À? Ê! Mười mấy đứa con thôi mà, mày đứng ấy ấy nhá. Em trai của Vân á? À? Đây là em trai của Vân à? À. Đây là em trai của Vân à, Vân ơi. Thằng lớn này được bao nhiêu tuổi rồi? em bé thế thôi mà đã biết là đi phụ mẹ đây của bác ạ, à, bạn này ấy. Anh nhìn là trên cái khuôn mặt thì rất là giống Vân một chút. Đây là U đang. Ồ. Oh. Nhà Vân là có đông anh em nhất đấy nhở? Đây thành ra là Vân mới phải cũng phải đi lao động nhiều các bác ạ. Ở trên vùng cao thì hầu như là đa số là các cô không có đi học, thành ra là không có am hiểu về cái vấn đề mà sinh sản cho là bao nhiêu cả. Ồ, Sử vẫn chưa thấy về nhở? Về trên kia rồi. À không phải đâu, kia là xe in mà. Này độ chở một ngày hết không Vân? Ba người á? Ba thằng này còn không dám nói chuyện với anh rồi, bỏ là chở một ngày hết á. Nào, để đây. Rồi, sao lại không dám nói chuyện với anh? Nhiều quá, nhìn nó cũng sợ. Ngủ. Thẳng một ô tô thế này anh. Có phải không? Hôm nào cũng thế đâu mà. Đổ chưa anh? Anh này thì hoàn toàn là lấy đổ xuống hết cả các bác ạ, không thể lấy bóc tay được. Đổ xuống thì lúc mà mình đổ nó không có vỡ to là bao nhiêu cả. Ôi anh ơi, không được rồi anh. Tí chiều à, lấy cắt chai lên anh nha. Vâng vâng. Dạ. Chiều à, lấy cắt chắt xi rất là ok rồi anh nhở. Là xong cái phần vật liệu rồi. Vâng. Tôn thì chắc là chuyến ngày kia kia chứ. Vâng. Đến lúc nào xây hết mới dùng đến. Vâng. Hầu như là các anh lái xe của bác không có thể tránh khỏi được việc hút thuốc cả. Đến lúc mà mình đi xa cho nên là các anh phải làm một hai điếu thuốc thì nó mới tỉnh được. Ô anh bà đâu anh? Vâng. Anh nhà trưởng thôn thì ra bên kia có việc không bác ạ? Đây vừa rồi thì anh cũng đã đổ xong rồi các bác. Hầu như là anh lấy đổ và như kiểu này
nhìn không có vớ một cái viên nào đâu các bác. Đấy, chắc là vớ là nó chỉ vớ ở phần dưới, phần đáy của nó thôi, lúc mà mình vừa mới đổ gạch xuống đấy. Đấy, trên vùng cao thì hầu như là các bạn nhỏ không có nhìn thấy ô tô là nhiều, cho nên là nhìn thấy cái ô tô nào mà lên bảng đấy thì chạy lên đều xem cả. Có khi là còn đuổi theo đít cả ô tô để đi hạn tầm gọi là tầm một cây số đấy cô bác. Hay buổi sáng sớm lên thì còn là sương mù rất là nhiều cô bác. Hôm nay đi nhà ai anh Pa? Đi đám ma ở tít bên kia. Hoàng Lao Chải à? Ủa, Hoàng Lao Chải thế đi xa hết rồi nhở? Thế cái đường đấy còn đi khó nữa. Vâng. Vâng, có anh em ở bên đấy à anh? Anh em ở bên đấy à? Vâng. Sử thì cũng vừa mới ra đây cô bác này. Thì có lẽ là Sử em phải chở sắt về trước nhá. Cho Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Rồi. Hôm nọ là còn một ít ở đây đúng không? Vâng. Cái cát thì bây giờ phải còn tầm 2 xe nữa cô bác ạ. Thì mới đủ được nhà của ba ông cháu được. Sát xấu thì hôm nọ còn thiếu một chút, cho nên là cháu được lấy lên là mấy chục cân nữa cô bác. Để mấy nữa mình làm đai cái phần phần rằng của ngôi nhà ấy cô bác. Hôm nọ là bên này còn một chút đá nhờ. Vâng. Đá thì bây giờ kia dùng hết thì sẽ ra đây chở tiếp các bác ạ. Đến lúc nào đấy thì ra bên kia dùng hết toàn bộ hoàn toàn, nếu mình cần để đổ cái phần nền hay là làm cái gì đấy thì mình mới ra đây chở tiếp vào. Đấy, chiều nay thì anh sẽ lên một cái xe mà cắt chát nữa. Sử ơi, chiều nay cái cắt chát kia thì em mang cái này để giải bạt dưới nhá. Vâng. Để giải ở kia nhá. Vâng. Đấy, đến lúc nào mà anh ấy lên thì anh điện cho Sử xong em mang cái bạt này giải ở dưới nhá. Vâng. Đấy, cắt chát thì phải là dùng cái bạt để giải phần phía bên dưới cô bác. Phía bên này thì có vẻ như là nó có rất là nhiều những cái lá cây này, thành ra là lúc mà mình đổ vào đây nó bị động vào rồi ra bên kia các anh sàng thì cũng rất là vất vả. Bây giờ thì các thanh niên sẽ chuẩn bị là chở phần gạch này vào cô bác. Cái gạch này thì hiện tại là các thanh niên sẽ phải chở tầm nếu mà ít người thì phải tầm 2 ngày, còn là nhiều người thì độ tầm một ngày là hết rồi cô bác. Xe kia đâu rồi? Hả? Xe kia đâu rồi? Kia sắp chết rồi. Sắp chết à? Nó sắp hỏng đấy, không phải sắp chết đâu. Vậy sau quá trình thời gian mà chở vật liệu đi vào thì con xe đen kia hình như là nó bị một cái nào đấy. Nó xe nó bị như nào? Cái bộ máy nó kéo to quá. Bộ máy nó kéo to à? Thế mấy thanh niên kia thì đang chở gạch với cô bác. Cho Lực với em Sử thì đi ra nền nhà này một chút. Thấy cái phần gạch thì cho Lực đã đấy thuê và khoán cho người ta luôn rồi. Thì cho Lực với em Sử sẽ không có chở nữa. Thì là xem mấy anh em chở là tới đâu. Trong cái quá trình mà mấy anh em chở thì cho Lực sẽ ghi hình một xíu nữa lại. Đấy, và cũng thông báo luôn cho tất cả cô bác anh chị là sẽ có một chút thay đổi ở với cái phần cái cửa sổ ở bên này cô bác nhé. Cháu Lực cũng nghe theo ý kiến của Mạnh Thường Quân là nên làm theo cho các em thêm hai cái cánh cửa sổ ở bên đằng sau nhà nữa. Cánh cửa sổ này thì cháu Lực cũng không có làm to cho lắm bao nhiêu cả, là 60x80. Đấy, nếu mà cô bác anh chị mà trong cái nghề xây dựng mà biết cái phần cửa sổ 60x80 thì cũng đã biết là cái cửa sổ của các em là sẽ rộng như thế nào. Đấy, và thêm sau một quá trình thời gian thì cháu Lực cũng được Mạnh Thượng Quân và khán giả trên kênh nhắc nhở cháu Lực, nếu mà làm cái ngôi nhà như thế này thì cho cháu Lực nên mở thêm một cái cánh cửa sổ ở phần chỗ em Sử đang đứng này. Sử thì nếu mà mở thêm một cánh cửa sổ đấy thì theo em có ưng không? Làm hai cửa sổ nhá, phòng đấy ấy. Phòng đấy anh làm hai cửa sổ nhá. Hãy để một cái là mình nhìn sang bên này, một cái là mình đi nhìn xuống dưới kia ấy, để cho nó sáng cái phòng ngủ của em lên ấy. Vâng. Đấy. Đấy, cũng rất là may các anh chỉ có xây được lên độ tầm là 2 mét thôi, cho nên là mình sửa lại đi vẫn còn được cô bác. Đấy, trong cái quá trình mà làm nhà thì có chỗ nào mà sai sót thì cháu Lực sẽ
nghe theo ý kiến của cô bác anh chị mạnh thường quân là vừa sửa cái phần đáy luôn. Anh cháu Lực cũng đọc ở trên bình luận là rất là nhiều cô bác có nói với cháu Lực rằng là tại sao lại lấy cây nhiều thế cô bác. Đấy, bây giờ thì vừa lấy cây để là mình làm cái phay cây trống này, vừa lấy cây để mình mắc cái dàn giáo ở đây nữa cô bác. Đấy, bây giờ xây đến tầm độ hơn 1 mét này thì mình phải dùng dàn giáo thì mới xây được rồi. Đấy, các anh thợ thì hôm nay cũng có nói với cháu Lực rằng là các anh sẽ nghỉ hôm nay. Trong thời gian này thì ở dưới thôn có rất là nhiều nhà người ta ăn cưới, có đám cưới này, đám hỏi này, đám ma này, thành ra là cái thời điểm hiện tại thì các anh thợ sẽ là phải nghỉ 1 đến 2 hôm của bác ạ. Hôm nọ thì các anh thợ bảo với cháu Lực là nghỉ 3 hôm, nhưng mà sau đó thì được các anh thợ là sắp xếp công việc ổn định rồi, các anh thợ lại lên làm 1 hôm, thì đến hôm nay thì các anh thợ lại nghỉ thêm 1 hôm nữa các bác. Xử lý nhìn thấy cái ngôi nhà phòng khách như này thì có rộng chưa? Rộng rồi à? Như này thì tha hồ nhảy rồi nhờ. Đấy, ở đây thì hiện tại là được tầm phải 4 mâm cơm đấy. Nhá. Vậy ra bên phần bên này thì anh để luôn ở đây cho em 1 cánh cửa ở bên này nữa. Đấy, lúc mà anh em mình nấu thức ăn xong là bưng ra đây để ăn cơm phòng khách này luôn. Đấy, còn hướng đi vào đây là cái phòng nhà vệ sinh này. Đấy, cái nhà vệ sinh như này thì em có cảm thấy là rộng không? Có ạ. Nếu mà xây ra tầm độ 1 mét nữa thì bằng 1 cái phòng rồi đấy. Chiều dài thì cũng rất là dài luôn các bác. Tại ở đây thì hầu như cái nhà vệ sinh thì là sẽ tha hồ mà giặt quần áo hay là làm tất cả mọi việc ở đây luôn cô bác. Hay phải nói là một cái ngôi nhà như này, lúc mà cháu Lực lên cái bản vẽ đấy, cháu Lực cũng nhìn lại là thấy hơi nó bị hẹp hẹp với cô bác, nhưng mà đến lúc mà cất được như này luôn, xây được đến thời điểm hiện tại thì rất là rộng này. Đấy, còn phần cửa sổ này, nếu mà thí dụ hiện tại mà cháu Lực để một hàng gạch ấy cô bác thì sợ là nó không có được chắc chắn, và xây tường thì mình phải dùng nó so le với nhau thì nó mới tạo được cái sự là chắc chắn của cái hàng gạch nữa. Hôm qua thì Sử ngủ đây à? Vâng. Hôm qua thì không mưa thì ngủ đây là được nhỉ? Vâng. Đấy, bây giờ thì trời nắng rất là đẹp thì chiều hôm nay sẽ thuận tiện lại cho mấy anh em vận chuyển cái vật liệu. Hôm nọ thì cũng được bác là Trần Thị Tiên, bác có nhờ cháu Lực là mua cho các anh em phần ga đệm để cho các anh em ngủ. Thành ra là bây giờ các anh em lại có thêm 2 cái tấm đệm để ngủ nữa. Đáng ré ra là hôm nọ là cháu Lực mua thêm 2 cái ga nữa, nhưng mà do là lúc đấy là bác Tiên bác ấy chưa cũng có nói với cháu Lực rồi, nhưng mà cháu Lực chưa có kịp xem tin nhắn. Đến lúc mà xem tin nhắn rồi thì cháu Lực đã đi mua rồi. Cắt bây giờ thì phần cắt xay thì cũng đã đủ rồi. Bây giờ chỉ có cần lấy cắt tổng hợp với lại thêm cắt chắt nữa thôi là đã xong cái phần cắt rồi. Để lúc nào mà thiếu thì cháu Lực sẽ bổ sung sâu. Thiếu thì chắc là không có thiếu nhiều đâu, chỉ thiếu thêm 1-2 khối nữa thôi. Nhưng mà các anh thợ cũng đã tính cho cháu Lực kỹ càng rồi, nói rằng là không có lấy thiếu rồi. Đấy, ở đây thì mọi cái phần cắt với lại gạch với lại thêm sỏi này thì thực sự ra để mà nói thì cháu Lực lấy dư ra khoảng 1 chút cô bác ạ. Cháu Lực không có lấy sắt cả, lấy dư ra 1 chút, đến lúc nào mà mình thiếu thì mình còn biết mà làm. Ngôi nhà này thì cháu Lực cũng được tất cả cô bác anh chị Mạnh Thường Quân ở và khán giả ở trên kênh bình luận rằng là một cái ngôi nhà như này thì rất là kiên cố và rất là chắc chắn rồi. Mặc dù đó là một cái ngôi nhà cấp 4 nhưng mà cháu Lực cũng thiết kế theo kiểu là cái ngôi nhà từng luôn các bác. Đấy, sau này nếu mà các em có thể là dư giả ra muốn làm nhà từng thì có thể gỡ cái phần mái đi, xong là đổ thêm phần hiên trên kia thì có thể là làm một cái ngôi nhà từng được. Sử thì có biết nhà từng không? Có. Đấy, cái nhà từng mà người ta làm thành từng cao đấy. Vâng. Đấy, nhưng mà theo anh thì như vậy là nó là có đủ rồi. Sau này nếu mà dư ra thì làm hai anh em góp tiền nhau làm thêm 1 cái nữa cho Hải ở thôi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục là đi ra bên kia để xem mà mấy anh em chở như thế nào các bác nhé. Đấy. Đấy, vừa qua thì cháu Lực nhận được một cái khoản của bà Vương Kim Thanh, thì cháu Lực cũng xin thay mặt tất cả anh em và bạn
và em Sử nữa xin được gửi lời một lời cảm ơn tới bà và con chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hay bây giờ thì Sử gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh nhé. Hay trong thời gian qua thì thấy là em cũng không có tiền để mà đổ xăng ấy, với lại không có tiền để làm mọi cái đấy, cho nên là bà cũng gửi cho em để làm mà đổ xăng nhá. Con cảm ơn bà Vương Kim Thanh đã gửi cái số tiền đấy cho con ạ. Con chúc bà thời gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Đấy, phải nói là Sử thì càng ngày thì cái càng có thêm một niềm vui không? Có ạ. Có à? Lúc mới mở mắt ra là lên trên này là nhìn thấy ngôi nhà của mình như thế này thì ưng chưa? Dạ. Rồi à? Vâng. Đấy, trước kia mà lúc là mới lên làm nhà ấy, Sử thì cũng cảm thấy là hơi sợ sệt đấy nhở? Vâng. Sợ là sau này nó sẽ bị trôi hay là như nào đấy đúng không? Vâng. Đấy, nhưng mà trong quá trình thời gian mà làm thì Sử cũng thấy là để rất là nhiều sắt rồi. Vâng. Đấy, nhiều sắt xong là cái xi măng, xi miếc thì mình cũng đã để rất là chắc chắn rồi. Vâng. Đấy, bây giờ thì hai anh em mình di chuyển ra bên kia là xem người ta chở gạch tí nhá. Vâng. Rất may là Sử rất may là ở đây có cái nguồn nước đúng không? Vâng. Không như mình lại đi kéo ống nước về cho thợ người ta dùng đấy. Vâng. Đến sau này thì có thể là láng cái phần nền này. Vâng. Xong là để xe ở đây hay là mọi cái giặt áo, rửa xe xiếc ở đây thì ok đấy. Vâng. Nhá. Vâng. Đây ngôi nhà nhìn từ xa xa của ba ông cháu của bác này. Đây, ngày một là dần vào hoàn thiện hay là ngày một khắc nhiều khắc hơn. Hiện tại thì cái chỗ phần phòng ngủ với lại phòng khách với lại thêm cái nhà vệ sinh thì cũng đã hoàn thiện được hơn là 1 mét một chút rồi. Đấy, hôm nay thì các anh thợ cũng có nói với cháu Lực rằng là các anh thợ sẽ nghỉ hôm nay để đi lo nốt cái phần giúp đám ma cho anh em ở dưới này. Đấy, trong thời gian qua thì cô bác cảm nhận được rằng là đội thợ của cháu Lực làm thì công việc nó sẽ thế nào. Hay ở đây thì cháu Lực có chia sẻ lên chắc độ tầm là 5-6 cái video thôi. Mà bây giờ phần móng với lại ngăn phòng mọi cái thì cũng đã xong hết rồi. Đấy, dần vào bước hoàn thiện rồi. Sử đang đi sau anh ạ. Đấy, bây giờ thì các anh cũng đã chở gần hết rồi các bác. Đấy, cắt chát thì cũng đã lên tới đây rồi các bác này. Cắt chát thì cháu Lực cũng mang cái bạt để phủ ở dưới các bác nhá. Xong là đổ lên. Sắp hết rồi anh ạ. Hôm nay mấy người chở đây anh? 8 người nhưng mà người còn 7 người thôi. 8 người nghỉ 1 người à? Ừ. Đấy, chở nhìn thế thôi nhưng mà chở cũng nhanh phết đấy chứ đùa đâu anh nhở? Tận đây đi cơ mà. Tận đây đi à? Ừ. Như đóng hôm nọ thôi, như đóng hôm nọ thôi mà. Đấy, bao thì cháu Lực cũng mua lên cho mấy anh em trong cái quá trình mà vận chuyển. Mà trở lên cô bác, hôm nay thì cũng phải nói rất là vui cô bác khi mà cháu được đón một vị mạnh thường quân, một cô từ bên Bắc Hà sang. Cô có đi vừa rồi thì mấy anh em có đi xuống cái nhà của em Quân là giúp cho em Quân trồng cây và cô có lên thăm cho lên thăm của nhà, lên thăm nhà em Sử luôn cô bác. Chỗ này thì chắc giờ tầm độ mỗi người tầm 3 chuyến rồi nhỉ? 3 chuyến hết không? Dạ. Không hết à? À tí nó ném lên trên này một tí. Phải nói là rất là may khi mà trong quá trình thời gian nhà ba ông cháu thực hiện thì mấy anh em này chưa có nghỉ. Đấy còn anh ạ. À, ôi. Đây còn sát này thì một tí nữa bảo em Sử sẽ chở đi sau. Tình hình thế nào rồi? Chú Thâu. Vâng. Mấy thanh niên là chở từ sáng rồi cô bác ạ. Ô nhưng mà này thì sợ có đổ không? Hả? À? Xe của Vân này chắc cũng phải là tu sửa được quá nhờ. Hồng đi bán trâu môi mới thôi. Bây giờ cái mùa này không có ai mua trâu á. Mua rẻ. Bây giờ mua rẻ đấy nhỉ, không dám bán đấy nhỉ. Đúng rồi. Trước này ở trên này nhà nào nhiều trâu là đại gia đấy nhỉ. Ừ. Nhưng mà trên này bây giờ nhiều trâu thì mệt đấy. Bây giờ mua trâu mệt thật đấy.
chiều nay thì giám lực lại đón tiếp cô Chiêm, là cô sẽ lên trên nhà của ba ông cháu xem là em nhà sử có trồng được thêm những cái giống cây gì không. Thì ô thì lầu rồi, thì lầu tụ cao đi, tìm một cái đá, tìm một cái đá, cái đá cái gạch. Uống nước đi, nước chưa hay là vừa rồi không được nước nên cấu ấy hả? Chân chảy máu kìa. Bôi tiếp đi em. Sứ lấy thuốc cho Vân bôi tiếp đi. Vân chưa về đến nhà. Thế bây giờ của em khỏi thì lấy cho Vân luôn đi. Tí lấy cho Vân luôn. Thời tiết nắng như này đi đường không trơn mấy nhở? Đi tốt rồi nhở? À Sứ ơi, tí em chở sát này về nhá. Đây sát này này. Không à, để đây là mất đấy nhở? Thế em để đây mai mất không anh mua em nhá? Được không? Thế rồi ra để hôm nào lấy sau. Ở trên này thì hầu như là bà con cũng rất là lành các bác. Mình chỉ gọi là đề phòng thôi. Chỉ sợ là thôn khác ra mót thôi nhở. Ví dụ như bây giờ bên Su Phí cái dân nó mót đi thì ai biết sao được. Đấy. Điểm trường kia thì trong ấy có lớp rồi. Đây đấy để ra xem. Vâng. Dạ. À. Lon à. Em đi với nhỉ? Ok hả? Thôi đi bốc đầu ấy. Vâng. Sử lai bác nhá. Sử đường này thì tay cơ chắc rồi bác. Vâng, cho đội đi trước. Mua được một xe cắt lên đây thì tiền dùng tiền mà thuê chở thì đắt hơn, đắt cả tiền cắt. Đắt hơn tiền cắt mà. Vâng. Đi. Chở như này là tính cước công như nào? Đi thôi, khoán thôi, cả đóng cả. Một xe bao nhiêu tiền đấy đúng không? Vâng. Đi đi. Anh. Đi trước đây. Bây giờ đi trước kia không có chú ra để xe. À. À. Phải muốn đi xong muốn đi trước. À. À. Đi đâu nhỉ? Vâng. Cô đi với Sử nhá. Mà có vướng không đấy, đi để có vướng nữa. Không, xe mình để trên kia. Xe mình để ở trên một chút. Chú đi xe kia nhá. À anh xe kia nhá. Em với bạn là quay phim em đi xe này. Đặt với lại chú đi nhá. Chú. À, chìa khóa cắm đi. Đấy, buổi sáng thì cô có xuống nhà của em Quân, xong rồi đến buổi chiều thì cô cũng cùng em Sử với lại cháu Lực lên trên nhà của em Sử một chút. Hôm nay thì trời nắng cho nên là
mấy anh bạn của nó lực chở và gạch tháo các bác, chở cũng rất là nhanh. Gạch thì lấy đợt này nó thôi, bổ sung thêm đợt này nó thôi thì cũng không có lấy nữa. Nói với cháu Lực rằng là bao giờ mà nhà em sửa làm xong thì cô sẽ lại hỗ trợ cái phần phóng cây cho em sửa để em ấy trồng giống như nhà của em Quân vậy các bác ạ. Sửa thì đấy đó sửa ơi. Đường bé này mà hôm nào mà nhà sử làm xong ấy, nếu mà tiền mà còn dư ấy thì con bảo là đổ cho em sử một tầm 1 mét ở đây. Không đến 1 mét thì cũng được 80 phân để cho em ấy đi xe máy xuống nó thoải mái một chút cô ạ. Cái này không phải là mấy... Nước á? À? Nước ở dưới kia không ai uống đâu, để đây. Không phải mấy tấn xi nữa nhỉ? Dạ vâng, chỗ này thì chắc không phải tầm 3 đến 4 tấn đấy cô ạ. Còn nếu mà có cả sắt, bây giờ sỏi với lại... sỏi thì chắc là ông nọ con lấy cho nó dư ra thì chứ bây giờ con lấy sát quá thì liệu nó thiếu một cái thì sau này nó thiếu 1-2 bao thì nó lại khó. Vâng. Vâng. Nhà của Sử thì phải nói là lúc mà vận chuyển vật liệu thì cho hơi. Vâng, trước Sử cũng đi lấy mà cô ạ. Bên này bán bao nhiêu tiền cân? Bán 100 mấy thôi. 100 mấy đấy á? Bán bên này bán rẻ thôi cô ạ. Vâng, bên này bán rẻ. Ở bên kia bán 300.000 cân. Ui. Vâng. 300.000 một cân, nếu mà con là cái con mà nó đều nha, 400.000 cân luôn. Dạ. Cái cầu này ấy. Cái cầu này đẹp nha. Vâng. Chỗ này may là còn trồng được như thế này, không là sợ lắm, đi cũng sợ lắm cô ạ. Vâng. Kiến trúc nhỉ. Hello. Trình. Trình. Hello. Trời ơi, không nhận ra. Lên đây lâu chưa? Lên đây lâu chưa? Lên được một lúc rồi. Một lúc rồi à? Ăn trưa xong mới lên à? Đây ba mình. À. Thằng ba mình nhưng mà đi đâu phân một mình rồi. chú Lâm phải đi sau ha. Mát cháu Lực xin phép chào các anh chị ở trên kênh Hoa Cải Vàng các bác nhé. Hải chào bác đi Hải. Chào các bác nha. Chào sư. Chào các bà đi. Cháu chào các anh các bà ạ. Rồi. Ôi rồi. Cái cô lên này không bảo cho cháu. Con chào cô ạ. Cháu đón. Con nhớ cô không? Có ạ. Gặp ở đâu? Chú. Chỗ xoay thầu, chỗ mà mình đi nướng gà đấy. Đúng không? Thế là vẫn còn nhớ. Vẫn nhớ, dạ. Đẹp trai. Thế mà đẹp trai lên hả? Mặt thì hôm nay chưa thay áo hay sao ấy? Hả? À? Thay rồi chưa? Quân về à cô? Ừ, cô đi sang cho Quân làm cái giống sang nhà Quân này. Quân trồng. Cái nhà của ba ông cháu thì lúc đầu mà lên cái bản vẽ thì nhìn trong những kiểu hơi hẹp, bây giờ làm xong một đoạn này vào trong bên trong rất là rộng cô ạ. Vâng, vâng. Đây để bán lên nhá. Không được bỏ nhá. Dạ. Phải học hết lớp 12 mới đi làm cái gì mới làm. Anh Sử thì không được học đâu. Nguyên cái tiền vận chuyển vật liệu nó đắt ở chỗ đấy. Có.
và có khi còn còn không kiếm được người mà chở đâu. Nếu mà mấy thanh niên này mà đi làm hết ấy, thì không có ai để mà chở đâu. Đúng đây. Hôm nọ thì cháu định làm một cái cửa sổ thôi, nhưng mà được các bác ở trên kênh có nói với cháu ấy rằng là nếu mà làm một cái cửa thì hình như nó không cân nhà cho lắm, cho nên là cháu phải làm hai cánh cửa một tí. Ừ, sáng nhà. Vâng, nhà của Sử thì phòng khách thì con làm hẳn 4 cửa sổ đây. Vâng, nhà vệ sinh thì bên kia. À. Hôm nọ thì nhà bếp ngoài này đúng không? Vâng, đây thì nhà bếp rồi ạ. Thợ thì là hôm nay người ta nghỉ đi ăn cưới, đi giúp đỡ nên là trong hàng xóm ấy. Thành ra là bây giờ nếu mà không đi giúp đỡ thì cũng không có được. Đến lúc mà nhà mình làm cái gì dạ. Đây là chỉ có tầm 10 cái video thôi mà con đưa lên thì hôm nay các anh thợ đã hoàn thiện được. Có thể là được 40% rồi. Bên này thì con đang bảo là để thêm một cái cánh cửa sổ bên này nữa cô. Theo cô thì có được không? Vâng. Như kiểu là hơi mất thẩm mỹ một chút. Cửa sổ này thì tất cả thì con đều làm bằng là 80 x 60 x 80. Nhưng mà làm cửa sổ to quá đấy, thành ra là nó sợ rằng là sau này mà các con để cái kính đây các em không cẩn thận mà làm vỡ. Vâng, kính hai lớp ấy. Làm cái cánh ấy. Không, con làm bằng cái cửa kính, không bằng cái cửa gỗ đâu. Cửa kính thì làm bé thôi, còn nếu mà cô vâng. Làm cái cửa sổ to. Vâng. Mình đóng hai cánh ấy. Vâng. Thì nó hơi bé. Vâng. Mình làm cái này để mình thân này. Vâng. Đây, cô thì cũng có hứa với cháu Lực rằng là bao giờ mà làm mà tân gia xong thì cô lại lên thêm một chuyến nữa. Lại lên một chuyến. Dạ, chỗ này thì không có sợ đâu cô. Những cái trên nhà trên kia. Nhà trên kia thì hầu như là toàn làm như thế thôi. Cái nhà bên kia còn là nếu mà trước mà đào ra nó còn sợ hơn cả cô ạ. Vâng. Nhà bên kia nếu mà trôi xuống một phát đến tận nhà cũ của ba ông cháu luôn. Tại vì là cô thấy toàn cát đi. Vâng. Nó hay lỡ. Vâng. Cái trong cái khoảng thời gian mà mưa nhiều ấy, nếu mà nó bị đã bị thì chỗ này nó đã bị sạt xuống một chút rồi, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì hết cô. À ừ đấy. Sau này bảo chỗ này nếu mà xem tiền quý mà còn giữ ấy, còn làm thêm làm kè. Làm kè xong thì có một, nói một cái khoảng sân mà nó cũng rất là rộng. Đấy, xong là sau này là trồng cái vâng. Chỗ này thì có thể trồng nho. Xong là trên kia thì có thể nếu mà dư ra thì đan thêm một cái phần sắt để nó nho trồng nho ấy thì đấy. Vâng, thì ngồi đây thì cũng rất là mát rồi. Ừ. Vừa là được ăn là vừa được bán. Vâng. Là rất là sai. Vâng. Trồng một gốc thêm một gốc. Vâng. Đây một gốc thì nó để hai cái nó để chung vào nhau. Vâng. Thì nó rất là đẹp. Nhưng mà nho cũng phải chịu khó mà tỉa cho nó thưa thưa. Vâng. Cái cành nho mà nó chi chít quá thì quả nó không đẹp. Vâng. Nó bị nấm. Vâng. Đấy. Trên này cũng đông, nhà cũng vui nhỉ. Vâng, ở trên này thì có hình như là 6-7 hộ thôi. 6-7 hộ có thôi. Như cái đợt mà con chia sẻ với cô này, con vừa với em Sử đào được một nửa ấy, gặp cái nguồn nước này kìa. Sử hai anh em định là bỏ cuộc không có đào nữa ấy. Nhưng mà xong thì được nhiều cô bác anh chị với lại Mạnh Thường Quân nữa. Có Mạnh Thường Quân có 4-5 bác ở bên Mỹ có gửi tiền cho con là thuê người ta đào nốt. Đào cái phần hết cái khoảng kia. Tới thì xem cái nguồn nước nó như thế nào. Rất là may là nó không có chảy từ dưới lên. Nó chỉ từ trên xuống thôi. Sau nhà thì đằng sau có thể là làm cái rãnh. Cái rãnh xi măng cho nó chảy sang bên. Vâng. Hoặc là cho nó xuống dưới giếng được. Vâng. Còn cái đằng sau thì mình làm rãnh thôi. Vâng. Còn nó không chảy ngược đây đúng không? Vâng ạ. Không, nó chỉ chảy ra bên kia thôi cô ạ. Vâng. Từ đây bên kia thì phải tầm 3 tấn nhỉ. 3 tấn xi thì mới lên đến bên kia. Vâng, từ cái đoạn đường ấy vào. Hải đâu ấy? À, ông à. À đây gọi ông lên đi. Mới này phải làm mới chứ nhờ. Làm nhiều làm ít. Đập như thế là vẫn còn bị dồn. Không có hay đi chợ không? Không chợ gì. Cứ hầu như là cuối tuần là đi chợ. Đấy, hôm nay này là một tuần đi chợ. Đây này còn có cái phanh nhờ. Em này là không như cái đội kia, đội kia nó tém từng để đi chợ mua thức ăn nhé. Họ chối là anh em để thợ mang lên để nấu cơm ấy, nhưng mà hôm qua là tức là cũng đi về nên là không có nấu nữa.
cô thích ăn cái này nhưng mà cô lên phải tứ nước màu nó cứ lâu dầu ấy thì không lâu chưa vừa đây chính lâu đó cháu chỉ biết nào nói đi nằm mấy ông bạn là chỉ nằm mó thao chiếu là tăng trà đây tăng trà là cả tấm mua chị chấm mua trà đây chị mua trà chị mua cái nào à cô thì có vẻ như là tiếng gì cô cũng biết chút chút cô nhỉ? Tiếng gì cũng biết, tiếng con hỏa cũng biết một ít, con... tiếng mông một ít, tiếng con hỏa, thầy phù lá, được không? Được không ạ? Mấy thứ tiếng vâng. Mà mỗi thứ biết một ít thôi. Nhưng mà tiếng nùng mà cho cô nói chậm chậm với cô cũng nói khoảng 70%. Chẳng qua là mình phát âm nó không chuẩn. Thưa bác là hôm nay thì lên cũng không gặp đội thợ ấy các bác, thì khả năng là cái số tiền mà khi mà cháu Trinh mang lên ấy thì khả năng là trao cho bạn Lực để mai đội thợ ra thì sẽ đưa cho đội thợ. Đấy thì ngồi đây một lúc thì cũng đã xử với cả Lực là đi nhà của Quân về rồi. Đấy, hiện tại là có cả ba ông cháu rồi. Còn ông thì vừa mới đi chăn trâu về. Đấy, Hải thì ở nhà thì mà làm những công việc nhẹ hơn các bác. Thì hôm nay cũng rất là vui rồi, gặp được ba ông cháu ở nhà. Thì đấy bây giờ thì mình sẽ đưa cho bạn 15 triệu để bạn đưa cho thợ. Trước là bạn cọc bao nhiêu rồi nhỉ? Trước là làm hợp đồng là 5 triệu. À, 5 đấy, xong rồi cũng nói cũng cùng một anh em đội thợ là lúc mà làm xong cái phần móng thì đưa cho anh em đội thợ là thêm 20 triệu nữa, nhưng mà bây giờ thì phần móng cũng đã xong rồi, anh em đội thợ cũng đã đào lên rất là cao rồi, xây lên rất là cao rồi. Hôm nay thì anh em đội thợ là đi trong làng ấy có đám cưới, đám hỏi gì ấy, nên là mấy anh em thợ lại đi về làng phụ nhau hết. Đấy, những cái công việc này thì ở trong làng với nhau thì hầu như là không có thể thiếu được rồi. Đấy, sau này mà gia đình mình có cái công việc gì thì người ta lại không có về, ra là mấy anh thợ lại phải nghỉ thêm một ngày nữa. Đấy thì đấy thôi thì bạn cầm mai rồi thợ ra làm thì bạn đưa cho thợ nhé. Đấy, đây là 15 triệu bạn đếm em đủ chưa? Đấy. Đến thời điểm hiện tại thì cái ngôi nhà của ba ông cháu thì cũng đã ra hình thù ngôi nhà rồi cô bác. Thì khả năng là tầm nếu như mà không gặp vấn đề gì thì tầm 15 ngày. Đấy. Tầm 20 ngày nữa đi để hoàn thiện. Xong nếu như mà không xong thì cũng đến 90% là hoàn thiện rồi cô bác ạ. Thì một lần nữa thì cháu Trinh cũng rất là cảm ơn tất cả quý cô bác, quý anh chị, những tấm lòng vàng của tất cả quý cô bác, quý ông bà. Thì trong cái quá trình làm thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, cái đường xá đi lại, rồi là cái vấn đề tìm đất, mua đất cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn, rồi là mất rất là nhiều thời gian. Thì đến hiện tại thì ngôi nhà của ba ông cháu là khi mà đã làm được đến như thế này rồi thì sẽ rất là nhanh thôi. Trước thì cháu Trình cũng lại bản lực là lo về cái phần mà vật liệu ấy, thì bây giờ vật liệu thì cũng được bà con đấy là chở, cũng phải nói là rất là vất vả của bác, đường xá thì đi lại rất là khó khăn. Tuy nhiên thì bà con ở đây thì về cái cuộc sống là cũng chả có chỗ nào để đi làm cả, cho nên là vẫn phải làm những công việc như thế này thôi. Thì bản lực có thuê bà con ở trong làng chở. Đấy, vật liệu thì bây giờ cũng đã gần đủ hết rồi các bác ạ, vật liệu về phần vật liệu. Còn bây giờ thì bây giờ chỉ còn là thêm xe cát nữa thôi, với lại thêm xi, lại thêm tôn, lại sắt hộp kia để mình làm cái phần kèo thôi. Thì là cũng đã xong rồi, gạch ốp lát mọi cái thì cũng đã lên hết rồi. À. Sau này bây giờ thì cái tiền mà cái khoản mà bạn có 992 đúng không? Cái 92 tôi cũng ra 92 thì bây giờ bên tôi thì cũng đã gần hết rồi. Và hôm nay thì cháu Lực cũng đã nhận thêm là của bạn Trình là 15 triệu đồng. Để ngày mai lúc mà anh em thợ lên thì cháu Lực sẽ trao cho anh em đội thợ là 15 triệu. Bây giờ của anh em đội thợ là còn là 25 triệu nữa. 25 triệu nữa. Thì trong cái quá trình mà làm thì nếu mà các anh thợ muốn gọi là ứng thêm 5 triệu đấy thì mình có thể là cho anh em đội thợ. Còn lúc nào mà anh em đội thợ hoàn thiện hết cái ngôi nhà thì 20 triệu còn lại thì anh em mình mới thanh toán cho đội thợ. Cái đấy thì tôi đã làm hợp đồng với lại cái đấy thì mình đã làm hợp đồng với lại bên anh em đội thợ hết rồi. Đấy, và cũng chia sẻ lên trên kênh tất cả cô bác anh chị đã cùng biết rồi.
nói là xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng hai kênh, kênh Bản Em và kênh Hoa Cải Vàng, để đến hôm nay ba ông cháu có được một cái thành quả mà nó phải nói rất là lớn. Những cái tấm lòng của những cái tấm lòng vàng của cô bác anh chị dành tới cho ba ông cháu thì phải nói là rất là lớn cô bác ạ. Bây giờ thì ba ông cháu thì cũng đã nhận lại được cho mình là rất là nhiều điều rồi. Cái điều lớn nhất là ba ông cháu có thêm một cái ngôi nhà mà khang trang hơn. Đấy, năm nay thì có thể như là mùa đông năm nay thì ba ông cháu sẽ không phải là ở cái ngôi nhà cũ mà lạnh lẽo như tầm vài chục năm ông sống ở đấy nữa. Đấy, Hải với Sử thì trong thời gian này được là tất cả của ba anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì bây giờ hai anh em, cuộc sống của hai anh em sẽ thay đổi rất là nhiều. Trong cái thời gian tới thì cuộc sống của hai em sẽ thay đổi thêm nhiều khi mà có hai anh em mình chỉ dạy và giúp đỡ cho hai anh em. Cháu Lực cũng xin được cảm ơn tất cả của ba anh chị ở bên kênh Hoa Cải Vàng đã luôn luôn theo dõi cả hai kênh, đã luôn luôn đóng góp ý kiến cho cả hai kênh để cho hai kênh có thêm cho mình một cái bài học mà nó thật sự là ý nghĩa cho bản thân của cháu Lực với lại bạn Trinh. Đấy, thì sau khi mà bây giờ ngôi nhà thì cũng đã gần như là hoàn thiện rồi thì đối với Sử là có vui không? Có ạ. Có ạ? À, đấy bây giờ Sử lại gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác một lần nữa đi. Con cảm ơn toàn thể, con cảm ơn toàn thể quý cô bác, quý ông bà, cô chú, anh chị. Con cảm ơn toàn thể quý ông bác, ông bà, quý ông bà, cô chú, cô chú, anh chị. Rồi này, con chúc đi, con chúc đi. Con chúc quý ông bà, cô chú, anh chị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn, gặp thật nhiều may mắn. À, đối với Sử thì đến bây giờ là vẫn tiếng phổ thông là vẫn chưa nói lưu loát được cô bác ạ. Đấy, trong cái quá trình mà lên thì cũng tiếp xúc với em ấy cũng nói khá là nhiều nhưng mà em ấy tại vì không được đi học ấy cô bác, thì cái bước đi học không được đi rồi thì bây giờ nói là cũng chả biết là nói từ đâu nên là rất là khó. Nào Hải bây giờ phải nói lưu loát hơn anh mình nhé. Cảm ơn, trước tiên là cảm ơn. Con cảm ơn các ông các bà đã cho con làm một căn nhà để ở. Con chúc tất cả quý ông bà các chú anh chị thân mến sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Rồi, đấy. Khả năng là sau này lớn lên làm cán bộ ấy nhỉ. Sau này thì chủ tịch xã nhá. Nhá. Không muốn làm không? Trước khi muốn làm là phải học được giỏi nhá. Cứ cố gắng học, bây giờ thì em Hải là cũng học rất là giỏi đấy. Thì đối với cái ước mơ của ông thì bây giờ cũng đang thành hiện thực rồi. Ông thì không biết nói tiếng phổ thông của bác ạ, rất mong quý bác anh chị rất thông cảm. Thì ông cũng chỉ mong ước là làm sao có một ngôi nhà để đỡ phải lo cho con, cho cháu của mình ấy các bác. Tại vì bây giờ ông già rồi nên để mà lo cho cháu thì cũng chả lo được nữa. Đấy, còn bây giờ để có quý cô bác anh chị giúp đỡ được ngôi nhà rồi thì Sử với Hải là cũng không cho ông đi làm những công việc nặng nữa nhá. Công việc nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi, như chăn trâu thì còn có thể đi được, còn đi lấy củi thì xung quanh nhà thì có thể đi vào rừng già là không được đi nữa. Rồi khả năng đến năm sau thì sức khỏe của ông cũng không thể mà đi cấy được nữa rồi cô bác. Đấy. Thì sang năm sau thì mình lại sẽ vất vả hơn một chút, nhưng mà cái điều mà lớn nhất là các ông các bà đã giúp cho mình thực hiện một cái ngôi nhà mà phải nói ngôi nhà là mơ ước của mình rồi. Ở đây thì hầu như là cái bản của Hải với Sử thì chưa có ai có ngôi nhà như vậy cả. Đấy, khi mà trong cái quá trình mà làm nhà đấy thì có thể là sẽ có một hai cái lời nói của hàng xóm nói có những cái gì thì phải bảo luôn nhé. Hôm nay là cháu Trinh lên có mang theo sổ đấy để xem là còn dư bao nhiêu của bác nhé, để cái khoản nhà của ba ông cháu xem là dư bao nhiêu để cùng với lại bạn Lực còn tính toán với nhau để xem là có đủ kinh phí để hoàn thiện không ấy cô bác. Còn bây giờ thì
bạn Trình thì sẽ chi ra là những cái khoản mà nó lớn hơn. Còn là cháu Lực thì những cái khoản mà lặt vặt, ví dụ như là mua cuốc, mua xẻng, xong lại đến mua những cái tấm lọc thì cháu Lực chưa có thể tổng hợp được đến thời điểm hiện tại. Thì đến một ngày nào đấy rồi cháu Lực lo hết vật liệu mọi cái nó dần ổn định rồi thì cháu Lực sẽ tổng hợp lại thêm một lần cho tất cả cô bác anh chị là cùng nắm rõ được cái khoản của cháu Lực đã chi tiêu bao nhiêu và còn dư là bao nhiêu cô bác nhé. Chở ở đây luôn à? Chở để rìa kia cũng được mà. Hết chuyến này rồi à? Thật không? Thật không thật à? Hết rồi à? Chở nhanh phết nhờ. Một xe à? Một xe 8 nghìn. Hôm nay lên một xe mà các anh chở hết rồi. Đúng rồi. Đây là phần ba ông cháu. Có bút luôn không? Ghi luôn là hôm nay, ngày hôm nay đã đưa cho... hôm nay là anh trả tiền công thợ là 15 triệu. 15 triệu. Chi tiêu trước là chi tiêu đi 13 triệu. Bây giờ là... không thì để cháu Trình về nhà xong là tính để mà để vào đầu video thôi các bác. Sau đó thì sẽ gọi cho bạn Lực. Bởi vì là chỗ này thì cháu Trình vẫn chưa tính tổng ấy các bác. Đấy. Thì để tối nay để mình tổng xem là còn thừa bao nhiêu để mình sẽ bảo bạn nhé. Còn là còn cái khoản mà chắc là còn cái khoản mà 92 thì bây giờ cho tôi thì chắc cũng không còn dư ra bao nhiêu cả. Tại vì là tôi giảm cái đợt đầu của vật liệu là hết mà 30 mấy triệu rồi. Còn là đợt sau thì là 19 triệu rồi. Còn là thêm những cái cọc cho đội thợ với lại thuê mấy anh em để chở nữa. Thì đến thời điểm hiện tại là cũng đầu ở đấy hết rồi, chân chu hết rồi các bác. Đấy, còn mai cháu Trình lên thì cũng chỉ lên để mà xem tiến độ của các anh thợ làm đến đâu, rồi là mang một ít tiền. Đấy, tiền công của đội thợ trao cho đội thợ đó là 15 triệu các bác nhé. Thì nội dung của video thì cháu Trình cũng xin phép là khép lại tại đây thôi. Đó là cảm ơn quý bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Xin chào các anh chị. Nào, lại nào. Cháu chào các ông các bà. Rồi, xứ nào. Cháu chào các ông các bà. Rồi. Thế còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được kết thúc phim ở đây thôi các bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác anh chị. Chào các bác.